tổng thống nga vladimir putin cho biết phương tây nghĩ rằng họ có thể đánh bại nga khi yêu cầu ukraine rút khỏi thỏa thuận hòa bình mà cả hai bên đã chấp nhận trong những tuần đầu của cuộc xung đột tuy nhiên theo nhà lãnh đạo nga chính các nước phương tây đang phải trả giá cho điều này Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, nơi đưa ra dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo thỏa thuận này, Ukraine sẵn sàng tuyên bố trung lập về mặt quân sự, hạn chế lực lượng vũ trang và cam kết không phân biệt đối xử với người Nga. Đổi lại, Moscow và cùng các cường quốc khác phải đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thỏa thuận này có thể là nền tảng cho hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mong muốn khuất phục và chia cắt Nga đã ảnh hưởng và phá hoại thỏa thuận hòa bình tiềm năng này. Tổng thống Nga cũng tái khẳng định quan điểm sẵn sàng đàm phán với Ukraine, cho rằng một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil có thể đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Putin bày tỏ niềm tự hào về sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ông lưu ý tốc độ tăng trưởng của Nga vượt quá mức trung bình toàn cầu.